Xin chào mọi người. Hiện tại Natalie đang có mặt ở thành phố Anna, một thành phố đang rất là phát triển ở phía đông bắc, ở khu vực Dallas. Thì khu commuting hôm nay Natalie quay cho mọi người. Rất là lạnh mọi người. Dallas hôm nay rất là lạnh luôn. Mọi người hãy thả tim cho Natalie nha, để có động lực quay tiếp nha. Thì khu community hôm nay Natalie quay cho mọi người có tên là Woods at Lindsay Place. Thì đây là một khu community khá là nhỏ nhưng mà rất là tiện nghi. Tại vì từ đây chúng ta đi ra freeway 75 chỉ có 5 phút thôi. Và đi ra các chợ Mỹ nè, Walmart nè, hoặc là Kroger nè, hoặc là Starbucks nè, chỉ có 3 cho tới 4 phút thôi, rất là tiện lợi. Và nếu mà mình muốn đi về khu vực Việt Nam thì từ đây chúng ta đi xuống Garland chỉ có khoảng 30 cho tới 35 phút thôi mọi người nha. Thì cái giá nhà ở cái khu vực này á là sẽ tầm là 335 cho tới 370. Thì sẽ có đất 50 và đất 60. Thì hôm nay Natalie sẽ quay nhanh cho mọi người hai căn nhà, một căn nhà một story và một căn nhà hai story của builder Dear Houston nhé. Ok, mời mọi người theo chân Natalie, let's go. Lạnh quá. Mọi người ơi, khi bước vào căn nhà mọi người thấy điều gì? Natalie thấy rất là ấm tại vì ở ngoài rất là lạnh. Bước vào căn nhà Dear Houston thì họ luôn luôn sẽ cho mình một cái màn hình này và cái ring bell nha mọi người. Thì mình có thể từ đây mình nhìn ra coi là ai tới nhà mình và mình có thể chỉnh nhiệt độ ở đây. Cũng giống như vậy với lại cái công tắc lên xuống này, thì công tắc này nó sẽ rất là thông minh, connect vào trong điện thoại của mình để mình có thể sử dụng nếu mà mình ở trong nhà mình muốn turn on, turn off bất cứ phòng nào mình cũng có thể xài được. Rất là good phải không ạ? Và phía bên này, hai bên tay của Natalie đây, bên tay trái và bên tay phải sẽ là hai phòng ngủ và dùng chung một cái restroom ở đây. Nhưng mà căn nhà này nha mọi người, cái restroom dùng chung khá là bự, tại vì họ có nguyên một cái kệ ở đây nè, nhìn rất là thoáng và bự nha. Natalie xin mời mọi người hãy bước vào khu vực sinh hoạt chung của gia đình nha. Trong căn nhà là khu vực sinh hoạt chung của gia đình, đó là một khu vực một trong những yếu tố chính để mà chúng ta quyết định có nên mua căn nhà hay không. Thì theo Natalie thấy khu vực sinh hoạt chung này rất là good, rất là ấm cúng, rộng rãi nè, thoáng, rộng rãi, thoáng mát. Và rất là thích khi mà họ để một cái bàn dine-in ở đây, decorate như vậy, làm căn nhà của mình nó sang trọng hơn á. Đó là cái bàn dine-in ở đây ha. Xong rồi mình có thể là enjoy cái phòng khách ở đây luôn. Với một cái thời tiết rất là lạnh như thế này thì chúng ta rất là cần cái lò sưởi này. Cái lò sưởi này á mọi người, mình không có cần phải đốt lửa, không cần bỏ củi gì vào đâu, tại vì nó đã có một đường ống gas ở đây rồi. Mình chỉ cần bật một cái công tắc bên này thì tự động cái lò nó sẽ tự on lên và cũng rất là ấm nha. Căn nhà này họ đang thiết kế theo một cái tông màu là trắng nè, trắng kem kem cùng với lại màu xám, là một cái màu rất là trend hiện nay luôn á, vừa sạch sẽ vừa sang trọng. Đó, mọi người có thể thấy căn bếp khá là rộng luôn. Tại vì mình thấy không, nguyên một cái island bự ở đây, rồi mình có thêm một khoảng để đồ rất là dài ở đây nữa. Và để Natalie show cho mọi người nha, mình còn có một khoảng để mà mình để quầy cà phê nữa đó. Đây, đây là một khoảng để quầy cà phê, mọi người có thấy căn bếp này rất là rộng không ạ? Trải dài luôn, rất là rộng, chị em phụ nữ chúng ta rất là thích luôn. Thì Natalie rất là thích căn nhà nào mà open như thế này nè. Nếu mà chúng ta có tiệc á thì mình cũng có thể ngồi phòng khách nè, mình enjoy phòng khách nè, mình qua phòng dine-in nè, hoặc là mình vô bếp nè. Một cái đặc biệt của căn nhà này nữa là chúng ta sẽ có thêm một cái khoảng nhỏ như thế này, mình có thể để làm phòng office. Đó, có cửa sổ luôn mọi người, ánh sáng tràn vào một cái khoảng nhỏ như vậy, rất là quiet, rất là good, phòng office ha. Và tiếp theo á là kế phòng office thì Natalie sẽ giới thiệu mọi người đây. Wow, cái tông màu mà họ thiết kế cho cái nhà này á rất là sang, Natalie rất là thích luôn, sạch sẽ, sang trọng. Thì phòng master á là họ thiết kế cũng cùng một tông màu xám và kem trắng luôn, rất là sang trọng và sạch sẽ. Thì phòng master này nó cũng không phải rất là rộng đâu, nhưng mà nó cũng vừa đủ cho chúng ta
trong căn nhà này sẽ giới thiệu tới là phòng master bedroom. Phòng master bedroom dĩ nhiên là sẽ có hai sink, một sink cho his nè, một sink cho her nè. Ở đây á, phòng master bathroom này chúng ta sẽ có một cái bathtub nữa nha mọi người. Bathtub nè và một cái phòng tắm đứng rất là bự luôn. Phòng tắm đứng khá là bự và cái bathtub ở đây. Rất là tâm lý nha mọi người. Họ thiết kế cho một cái phòng tắm đứng có một cái khoảng ngồi đây nè. Thì những người nào mà gia đình mình mà có người lớn tuổi họ có thể ngồi đây. Và tiếp theo là phòng walk-in closet. Walk-in closet cũng khá là ok, cũng đủ cho chị em phụ nữ chúng mình đựng những cái bộ đồ, quần áo, giày dép trong này. Thì mọi người ơi, với thời điểm hiện tại cái rate rất là cao luôn, thì công ty của Natalie luôn luôn tìm các khu community, các builder, hoặc là tìm cách để cho mọi người có thể đóng nhà với một cái rate good nhất, ok nhất. Nếu chúng ta đóng nhà với builder DR này vào thời điểm hiện tại thì họ sẽ cho mình lại 10.000 closing cost và chấm lời chỉ khoảng là 5.7 thôi hoặc là 6 chấm thôi, rất là good. Với thời điểm hiện tại là chấm lời là nếu mà mình đi ngoài là 8-9 chấm đó mọi người nha. Và ngoài ra họ còn cho mình nguyên một cái promotion ở đây luôn, mọi người có thấy không ạ? Là họ sẽ cho mình màn nè, rồi hai cái, một cái máy giặt, một cái máy sấy, một cái tủ lạnh, garage door open, cái này là một cái hệ thống mở cửa tự động, rất là good phải không ạ? Thì mọi người hãy nhanh chân, nhanh để mà chúng ta mua nhà vào dịp cuối năm để chúng ta được hưởng tất cả các promotion của builder nha. Còn phía bên tay trái này của Natalie thì mọi người nè, mọi người có thấy rất là nhiều kiểu mẫu này nọ không? Thì nếu mà mình mua nhà cùng với builder này, mình có thể chọn cái style này, hoặc là mình không thích style này, mình có thể chọn cái màu bên này. Thì họ sẽ có nguyên một cái package. Đó, cái package này là cái sàn nhà nè, cái này là cái gạch mà mình ốp ở trên cái phòng tắm, cửa, và ở này ở bếp. Mình có thể chọn tất cả các style ở đây và màu sắc ở đây tùy theo mình. Chúng ta vừa tham quan căn nhà một tầng của DR ở khu vực thành phố Anna rồi. Bây giờ Natalie sẽ giới thiệu mọi người vào căn nhà 2 tầng nha. Xin mời mọi người theo chân Natalie. Let's go. Natalie đang có mặt ở căn nhà 2 story của builder Dear Houston thuộc thành phố Anna. Thì mọi người có thấy là đây là khu vực gì không ạ? Mình có thể dành cái phòng này làm phòng office, hoặc là chúng ta cũng có thể làm cái phòng ngủ thứ nhất. Và khi bước vào đây, chúng ta sẽ thấy một cái không gian phòng dine-in nhìn rất là xịn sò và sang trọng đúng không ạ? Phòng dine-in này chúng ta dành cho những cái buổi tiệc nào mà giống như mình có Thanksgiving nè, Christmas nè, gia đình mình hội tụ với nhau, mình có thể sử dụng phòng này nhé. Tiếp theo Natalie sẽ giới thiệu với mọi người nha. Phía bên tay trái của Natalie thì chúng ta sẽ có phòng giặt nha mọi người. Phòng giặt ở đây khá là rộng và half bath. Natalie đang đứng ở khu vực sinh hoạt chung của gia đình đây, mọi người có thấy không? Trần nhà rất là cao, wow, rất là thoáng luôn. Họ thiết kế cái cầu thang khá là đẹp mọi người, một cái màu nâu trầm. Cái cầu thang đi lên nhìn rất là vững chãi, thiết kế rất là đẹp. Ở đây chúng ta có lò sưởi nè, trần nhà lên cao rất là đẹp luôn. Trần nhà này chắc tầm 18 feet. Thì đây là khu vực phòng khách. Khu vực phòng khách này cũng khá là rộng nha mọi người ha. Khu vực phòng khách này thì sẽ nối tiếp với phải lại khu vực phòng bếp ở đây. Khu vực phòng bếp mọi người có thấy cái island ở đây không? Rất là dài nha, mình có thể để được 4 cái ghế luôn á. Ở đây builder để 3 cái nhưng mà Natalie thấy là để được tới 4 cái ghế luôn. Rất là rộng. Ở đây là mình sẽ có một cái khoa để đồ rất là rộng ở đây, rất là nhiều tủ luôn. Đấy, khúc này dĩ nhiên là mình sẽ có cái pantry rồi. Pantry walk-in vô. Cái phòng bếp và phòng khách màu rất là đẹp. Và tiếp theo Natalie sẽ giới thiệu tiếp cho mọi người là mình sẽ bước vào phòng master nhé. Từ khu vực phòng bếp chúng ta phải bước vào phòng master ở đây. Thì khu vực phòng master đây họ cũng trang trí theo một cái gam màu nâu luôn. Nâu và kem, rất là đẹp, trầm á, nhìn nó rất là trầm, rất là đẹp.
Ở đây là khu vực phòng master bathroom, vẫn có hai cái sink, có cái bồn, có cái phòng tắm đứng. Chúng ta có một cái khoảng sân rất là rộng, tại vì đây là nhà 2 tầng. Thường nhà 2 tầng cái khoảng sân nó sẽ rộng hơn nhà 1 tầng nha mọi người. Và cái khu vực cover patio cũng rất là dài. Wow, không những cái khu vực phòng khách ở dưới đẹp, rồi khu vực phòng khách trên này cũng đẹp nữa nè. Mọi người có thấy không? Wow, cái này mình không nghĩ là phòng khách đâu. Chúng ta có thể dùng cái này để là làm phòng movie theater hoặc là phòng game room. Đấy, ở đây là chúng ta có thể làm phòng movie nè. Và nếu mà có khách lại á, thì mình ngồi đây mình karaoke. Còn bên này các quý ông sẽ ngồi đánh cờ ở đây. Good. Đặc biệt nữa mọi người, ở đây họ có một cái tủ pantry rất là rộng ở trong này để mình đựng đồ. Nhà này thiết kế Natalie thấy rất là thích nha. Thì cái thiết kế của căn nhà này Natalie rất là thích, tại vì mọi người biết sao không? Cái khu vực ăn chơi á, nó sẽ tách riêng với lại cái khu vực mình nghỉ ngơi. Đó, ở chơi bên phía bên kia là khu vực ăn chơi rồi, phòng movie rồi, phòng game room rồi, thì ở đây là khu vực có 3 phòng ngủ luôn mọi người. Trên lầu chúng ta có 3 phòng ngủ, tổng cộng căn nhà này là mình sẽ có tới 5 phòng ngủ và 3 cái restroom. Đây là phòng ngủ đầu tiên ở trên lầu. Và hai phía bên tay trái tay phải của Natalie sẽ là 2 phòng ngủ nữa. Cả 3 phòng ngủ ở khu vực này chúng ta dùng chung một cái restroom ở đây. Restroom rất là rộng mọi người, khá là rộng luôn á. Và màu cũng rất là đẹp. Và Natalie vừa giới thiệu cho mọi người hai căn nhà ở thành phố Anna thuộc Builder Dear Houston. Thì ở đây, nếu mà chúng ta mua nhà ở đây, con chúng ta sẽ được học trường Anna ISD, là một cụm trường rất là tốt ở hệ thống phía đông của Dallas. Còn nếu mà chúng ta ở đây thì đóng SOA rất là rẻ, chỉ có 408 cho một năm thôi. Thuế ở đây là 2.2. Và nếu mà chúng ta xin giảm thuế thì khoảng còn 1.9. Thì nếu mà chúng ta mua nhà ở khu vực này thì chúng ta có thể chọn rất là nhiều floor plan. Cái đầu tiên Natalie quay cho mọi người là một tầng thì là cái diện tích đó là 2.000 square feet. Còn cái căn nhà này là 2 tầng thì là 3.000 square feet. Mà giá rất là mềm luôn mọi người ơi. Giá chỉ là 335 cho tới 375 thôi, tùy theo cái floor plan nào mình chọn nha. Và nếu mọi người có các câu hỏi về nhà cửa hoặc là bất động sản nào ở Dallas thì mọi người đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho công ty Natalie với số điện thoại là 978-400-0005. Công ty sẽ luôn luôn hỗ trợ mọi người tìm được một căn nhà như ý nha. Và một lần nữa xin mọi người hãy cho video của Natalie một cái like nè và đăng ký kênh để chúng ta có thể tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo mà Natalie quay nhà ở khu vực Dallas Fort Worth nha. Và xin cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye.